Hi, xin chào tất cả các bạn, và hôm nay mình sẽ cập nhật giá điện thoại đã sử dụng tại Thế Động điểm xanh cho các bạn xem. Đây là iPhone SE. Con iPhone SE thì có giá 11.160.000, được bảo hành 9 tháng rưỡi. Con này thì là iPhone XR, có giá là 11.430.000, bảo hành là chính hạn 8 tháng. Đây là iPhone 12 128GB, có giá là 19.270.000, còn bảo hành được 7 tháng chính hạn. Theo là một con iPhone XR 64GB, còn bảo hành được 7 tháng rưỡi, có giá là 11.800.000, màu đen. Tiếp theo là con iPhone SE 2020 SE như vậy, có giá là 10.700.000, còn bảo hành 10 tháng, màu đen. Đây là con M51 màu trắng, Samsung M51 có giá là 6.620.000, còn được bảo hành 9 tháng. Đây cũng vậy, M51 giá là 6.520.000, còn bảo hành 9 tháng. Tiếp theo là con Redmi Note Pro 10 Pro 8GB, giá là 5.960.000, còn bảo hành tới 16 tháng rưỡi. Redmi Note con này còn rất là mới, màu xám, giá là 5.960.000. Tiếp theo là con Reno 5, có giá là 5.890.000, còn bảo hành 8 tháng. Cái này có dán nha các bạn, có dán, lọc ra là như mới. Tiếp theo là con Reno 5 màu bạc, có giá là 5.860.000, còn bảo hành 7 tháng rưỡi. Đây, con Reno 5 màu bạc thứ hai, có giá là 5.860.000, còn bảo hành 7 tháng. Tiếp theo là con Oppo A74, có giá là 5.400.000, còn bảo hành 11 tháng. Con này nói chung là nó rất là mới. Còn bảo hành tới 11 tháng, các bạn biết nó mới cái nào rồi. Con này là Genova 3 Pro, còn Genova Pro có giá là 5.550.000. 5.550.000, bảo hành 6 tháng. Okay. Tiếp theo là con Reno 4. Reno 4 có giá hiện tại là 4.640.000, còn bảo hành 6 tháng rưỡi. Reno 4. Okay. Reno 4 các bạn nha. Tiếp theo là con Realme 7 8128, có giá là 4.820.000. Còn bảo hành 8 tháng rưỡi. Realme 4.820.000. Tiếp theo là con Galaxy A51, có giá là 5.380.000. Galaxy A51 5.380.000, còn bảo hành 7 tháng rưỡi. Tiếp theo là con Oppo Reno 4, có giá là 4.560.000, còn bảo hành 6 tháng. Rất là đẹp. Tiếp theo nữa là con Oppo A93 4.800.000, còn bảo hành 10 tháng. Con này nhìn mới rồi, rất còn rất là cứng. Tiếp theo là con Samsung Galaxy A51 8GB 5.570.000, còn bảo hành 6 tháng rưỡi. Con màu đen còn bảo hành 6 tháng rồi, A51 bảo hành 6 tháng, giá là 5.160.000. Tiếp theo là con Samsung Galaxy A51 8GB 5.470.000, còn bảo hành 6 tháng. Con 51 màu bạc, còn bảo hành 5 tháng, 5.010.000. Galaxy A31 còn bảo hành 8 tháng rưỡi, giá 4.190.000. Oppo A54 3.670.000, bảo hành 10 tháng rưỡi. Vivo Y20S
3.520.000 và bảo hành 8 tháng rưỡi. Một con Vivo Y20S nữa 3.460.000 còn bảo hành 7 tháng rưỡi. Samsung Galaxy A12 phiên bản 6GB 3.320.000 còn bảo hành 8 tháng, màu xanh, 4 cam phía sau. Ok. Galaxy A12 phiên bản 4GB bảo hành 9 tháng rưỡi, 3.210.000, màu đen. Tiếp theo là con Oppo A15 phiên bản 3GB còn bảo hành 10 tháng rưỡi, giá là 2.720.000, màu đen 47. Và con cuối cùng là con Realme C15 phiên bản 464GB có giá là 2.720.000, còn bảo hành 9 tháng. Rồi, mình sẽ quay lại cho bạn xem. Và đây là những dòng máy đã sử dụng tại Thế Đồng điện máy xanh mà chủ quyền để cập nhật các bạn xem. Đó. Mong là video này sẽ giúp ích cho các bạn, giúp cho các bạn lựa được một mẫu sản phẩm hay đồng điện thoại mà các bạn có ít nhất để mình có thể lựa chọn sử dụng. Rồi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.